Mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu lick theo phong cách ra của một cái vọng âm rất là phổ biến, đó là người ta hay gọi là 251. 251 là gì? Tức là trong cái phần hạ thanh chúng ta sẽ đưa cái bậc 2 lên trước, chúng ta sẽ nâng bậc 1. Ở trong trường hợp này các bạn thấy là trên âm dài của là son trưởng 7, nhưng chúng ta bắt đầu bằng nó bằng từ cái bậc 2 của nó, tức là son trong tiếng La, đúng không? La trên bàn tay chúng ta sẽ có là son La Si Do Re, thì chúng ta sẽ đánh cái bậc 2 về trước, tức là La thứ 7, sau đó đến bậc 5 là Re 7, và cuối cùng mới quay là bậc 1 là son trưởng 7 ha. Đầu tiên chúng ta La thứ 7, sau đó chúng ta thứ Re 7 ha, và cuối cùng chúng ta mới quay lại là son trưởng 7. Đó. Thì câu lyric này cũng khá đơn giản ha, có cái phần tab hiển thị bên dưới, mình sẽ đánh chậm phân tích, sau đó chúng ta sẽ đánh tiếp ha. Ví dụ chúng ta sẽ đánh nhịp 4/4 như sau. 1 2 3 4. Đó. Thì đầu tiên các bạn thấy là chúng ta nhịp 1 chúng ta đánh vô ngang ngang số 7. Và sau đó các nốt móc đơn các bạn, chúng ta chín nè. Đó thì các bạn thấy là nó giống như một cái scale thôi. Thì ngay chỗ ngăn số 10 này chúng ta là cũng là nốt đen luôn. Nghỉ đúng một nhịp. Chỉ nguyên cái câu đầu chúng ta có cái nốt rê ở ngăn 7, nghỉ một nhịp. Còn lại các nốt kia móc đơn hết nha. Là nửa nhịp các bạn. Đó, thì khi tới cái nốt đô, cái nốt rê ở đây chúng ta cũng đánh là một cái nốt đen nữa. Sau đó chúng ta đánh một cái chùm liên ba. Thì là 8, 18 là cái chùm liên ba. Sau đó các bạn mới đánh là ngăn 7. Thì nó là nốt móc đơn cả. Tiếp đến ngăn 10. 10 xong 7 8 9 ha, kết thúc ngăn 10 là nó son. Chỉ câu này các bạn tập chậm thôi thì nó cũng khá đơn giản, mình sẽ cố gắng đánh thật chậm để bạn theo nhịp nha. 1 2 3 4. Thì hy vọng là cái câu clip này cũng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc luyện tập thêm một cái câu ra khá là đơn giản. Thì thường các bạn thấy nhạc ra họ dùng chromatic rất nhiều, tức là ví dụ như là các nốt liền kề nhau. Thì bạn các nốt đến nửa nó sẽ tạo ra cái cảm giác lạ nhé. Thì các bạn hãy ủng hộ kênh Guitar for Freedom, shop đàn Ambigo Guitar Shop của mình. Và nếu các bạn có nhu cầu học về guitar điện thì hãy tham gia cái khóa học guitar online, kỹ thuật guitar điện cơ bản. Thì trong đó mình dạy tất cả các kỹ thuật guitar điện, từ tốc độ chậm cho đến nhanh dần, và phân tích từng cái kỹ thuật trong đó để các bạn có thể có một cái nền tảng vững chắc. Thì bạn học xong cái kỹ thuật đó rồi thì bạn có thể học được nhiều thứ khác hơn. Sau này chúng ta sẽ giai điệu về đủ thứ, nhưng mà kỹ thuật các bạn nắm được rồi thì các bạn sẽ bước nhanh hơn nha.